Tinh dầu ngọc tuyết xin giới thiệu các bạn máy phun tinh dầu hình trụ. Máy có cấu tạo đơn giản. Nắp, khay chứa, cục sạc và cốc đựng ghi rõ số min. Cách sử dụng rất đơn giản, các bạn cho nước vào trong khay chứa. Lưu ý, đây là mực nước tối đa chúng ta có thể đổ do nhà sản xuất quy định. Sau đó các bạn cho tinh dầu vào. Sau khi đổ nước vào, các bạn cho thêm tinh dầu vào. Tầm khoảng từ 5 đến 7 giọt tinh dầu là có thể đủ. Máy phun tinh dầu hình trụ có công suất hoạt động 12W, bao phủ diện tích tầm 15 đến 20 mét vuông. Phun 3 chế độ. Bây giờ mình sẽ biểu diễn cho các bạn thấy. Sau khi các bạn đổ nước và tinh dầu vào thì chúng ta tiến hành đậy nắp. Các bạn lưu ý, ở trên nắp có phần nắp đậy khay. Các bạn phải thực hành đúng những theo như các bước sau đây thì lúc mình đậy vào thì lúc đó nó mới dễ. Các bạn ấn vào vừa khớp, ấn mạnh lên cái để nó giữ cái phần nắp chứa, nắp đậy lại khay tinh dầu. Ở trong này có những cái khớp, có thể ba khớp để bấu vào ba cái vị trí này ở trên khay phun. Để lại nha. Các xoáy nhẹ để từ từ nó vừa khớp. Vâng. Đảm bảo là khít khi mà chúng ta cho máy hoạt động. Nút bên trái là đèn, bên phải là phun. Để giờ mình tắt để các bạn có thể nắm lại từ đầu này. Bấm nút mid là phun. Nút light là đèn. Nút mid bấm một lần là phun hẹn 3 tiếng nghỉ. Bấm lần thứ hai là phun liên tục cho đến khi hết nước nghỉ. Và lần thứ ba là vừa phun vừa nghỉ, phun 30 giây, nghỉ 30 giây. Nút đèn thì là bấm một lần thì là đèn LED đổi 7 màu. Bấm lần thứ hai là chuyển qua chế độ chỉnh màu, tùy màu mình thích. Nhấn giữ để muốn tắt một chức năng bất kỳ, muốn tắt đèn hay là tắt chức năng phun. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng máy phun tinh dầu hình trụ. Xin cảm ơn.